Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thân ái kính chào toàn thể hội thánh, lời chào trong năm mới. Cảm ơn Chúa là suốt hơn một tuần qua thì chúng ta có cơ hội đi thăm viếng nhau. Nhiều ông bà anh chị em cũng đã về quê với gia đình ăn Tết và chúng ta đã trở vào để ngày mai thứ hai bắt đầu công việc. Một lần nữa cảm ơn Chúa vì chúng ta có hội thánh là gia đình trên đất, để trong những lúc vui, trong những lúc buồn, trong những lúc khó khăn, chúng ta có nhau. Rất là tuyệt vời. Tôi không biết là anh Nghĩa lại có mặt ở đây sáng hôm nay, bởi vì đọc tin nhắn ở trong group thì thấy là cần cầu nguyện cho anh, bởi vì cái vết sinh thiết máu không cầm. Nhưng mà cảm ơn Chúa là trước giờ nhóm, khi tôi xem tin nhắn thì thấy là cảm ơn Chúa là đã được cầm máu rồi. Không biết là anh Nghĩa có muốn nói vài lời gì để làm chứng cảm ơn Chúa không? Dạ, xin mời anh Nghĩa lên đây. Xin mời chị Châu cũng bước lên đây luôn. Cảm ơn Chúa. Chào Thánh. Chào. Sáng nay sớm, tôi... chị sớm thật sớm để đi lễ mộ, nhưng mà trước mở mắt ra thì thấy miệng máu không, máu nhiều lắm, thì tôi cũng hoảng rồi tôi chạy vào tắm, tôi uống nước càng xúc càng ra máu, máu rất nhiều vậy mà kêu là không cầm, cũng hơn một tiếng tận mọi cách hết. Nhưng mà tôi cũng quyết định là tôi nói là biết đâu hôm nay là ngày cuối của mình, nhưng mà còn sức thì ráng vô nhà thờ gặp cha một bữa, bù lại những ngày mình làm biếng đi nhà thờ. Thật tình là làm biếng đi nhà thờ. Nhưng mà những cái phút như sáng này đó thì tôi thấy rất cần vô nhà thờ để gặp cha mình, vừa sợ hãi vừa tin tưởng, nói chung là mọi cảm xúc. Thì cũng hơn 3 năm cũng làm chứng tại hội thánh này đó, thì tôi bị ung thư thanh quản, thì xin Chúa là được sống và được nói chuyện được. Chú đã cho được hơn ba năm rất là thoải mái. Gần sát Tết thì cái răng tôi nó bị sưng thôi, thì khi mà tới bệnh viện thì xin thiết lại những cái chỗ đó, thì bây giờ là bị di căn. Thì đây là một cái sự thách. Tôi cũng nhắc nhở hội thánh là từ lúc từ nhỏ tôi theo Chúa tới giờ, tôi tin Chúa tới giờ đó, bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời tôi khẳng định là chưa bao giờ tôi hỏi Chúa một câu tại sao. Tôi bằng lòng những gì nó xảy ra đối với mình, không hề hỏi ngược lại Chúa: Chúa ơi tại sao con hiền con lạnh gì mà tại sao vậy? Không bao giờ. Tôi chỉ biết đó là ý trên, và không thể biết được sắp tới, chỉ có cha mình biết thôi. Thì tôi cũng hy vọng, cũng xin hội thánh hôm nay nhớ tới tôi cầu nguyện để tôi thêm được Chúa cho thêm sống nữa để phục vụ những gì Chúa cần. Tôi đã hứa với Chúa là 3 năm nay là tôi không nói bậy đó bà cái miệng này nữa, mà suốt ngày chỉ nói chuyện về Chúa và tôn vinh Chúa và kể những gì Chúa đã làm phước cho mình. Thì tôi cũng xin nếu Chúa cho sống thì cũng phục vụ Chúa suốt cuộc đời còn lại. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ là trong Kinh Thánh, một ngày kia thì Chúa nói với vua Ê-xê-chia là: con ơi, thời hạn của con trên đất đã kết thúc rồi đó. Có nghĩa là con sẽ qua đời. Chúng ta thấy không? Chúa mà còn nói như vậy. Nhưng mà Ê-xê-chia, Kinh Thánh mô tả là vua Ê-xê-chia nằm quay mặt vào trong vách, khóc, cầu nguyện, nước mắt dầm dìa. Và sau cái lời cầu nguyện đó thì Đức Chúa Trời nói rằng: ta sẽ cho ngươi sống thêm 15 năm nữa. Nếu Chúa đã tuyên bố như vậy là chịu thua rồi, phải không? Nhưng mà lời cầu nguyện có thể làm lay động và thay đổi ý định của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay thì chúng ta nghe bác sĩ nói thôi là đã vội đầu hàng rồi. Đúng rồi, bác sĩ nói như vậy là chịu thua rồi. Sáng hôm nay thì là má tôi, bà ngồi trên ghế, bà đứng lên. Tôi đang ở dưới nhà thì nghe tiếng la, bà bị té. Thật ra là
cảm ơn Chúa, Chúa gìn giữ bà. Và tôi nói với bà là thôi hôm nay má nằm nghỉ ở nhà để thờ phượng Chúa qua live stream đi. Bởi vì rõ ràng là Chúa muốn nhắc má 88 tuổi mà đã bị té, tưởng là phải giải phẫu, nhưng ngày hôm nay má có thể đi lại được như vậy. Hãy nhớ rằng mình cũng phải giữ gìn và rất là cẩn thận. Nhưng mà khi nhắc đến má tôi thì tôi nhớ là có lẽ là đã 20 năm rồi. 20 năm rồi bà chỉ còn một quả thận thôi. Và ngày đó bác sĩ nói với em gái út của tôi là nói rằng cho bà ăn, nếu bà ưng cái gì thì cứ cho bà ăn đi, chắc là chừng 3 tháng nữa thôi. Nhưng mà quý vị biết là đã 20 năm rồi. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay thì tôi hỏi thăm ba của Quốc. Bạn Quốc là trưởng của ban nhạc. Hỏi là ba ra sao rồi. Nói sức khỏe của ba tốt nhưng mà vẫn còn bệnh. Vẫn còn bệnh là chuyện bình thường. Chúng ta nhớ đến anh Tăng, anh chị Tăng Bắc. Chỉ mới năm ngoái thôi, đến nhà thì thấy tình cảnh quá thương. Nhưng mà ngày hôm nay mọi sự đổi khác. Chúng ta có biết là ngay khi chúng ta mở mắt chào đời thì là cơ thể của mình đã bắt đầu chết rồi. Những tế bào ở trong đó đã bắt đầu quá trình của sự chết. Cho nên bệnh tật còn, không sao cả. Mỗi một giây phút, mỗi một ngày chúng ta sống bằng sự sống của Chúa. Và nếu chúng ta tin thì Chúa nói rằng theo như đức tin của ngươi thì việc được thành. Nếu chúng ta bỏ cuộc thì Chúa nói rằng được rồi, ta tôn trọng quyết định của con. Nếu con đã đồng ý với bác sĩ, đồng ý với bệnh tật và con đã quyết định đầu hàng, ta không có cách nào khác hết. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa khích lệ mỗi một người trong chúng ta trong năm mới này và trong suốt cả cuộc đời. Mỗi một giây phút cần phải chiến đấu, cần phải thở. Chúng ta cần sự sống của Chúa mỗi một ngày, mỗi một giây phút. Amen. Chúng ta sẽ cùng đến với lời của Chúa hôm nay. Xin chúng ta hãy nhìn lên màn hình và tôi kêu gọi chúng ta hãy cùng đọc chung với nhau hai câu kinh thánh ở trên màn hình. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Đây chính là lời phán hứa của Chúa Giêsu, là ngôi hai của Đức Chúa Trời tối cao. Chúa, Ngài về trời ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, nhưng mà Ngài để sự bình an lại. Ngài ban sự bình an, Ngài cho sự bình an. Chúng ta có nhận không? Không cần phải đi đâu cả. Quý vị hãy mở ra một vòng, xem tin tức trên mạng, thì chúng ta biết rằng hàng vạn con người đến những ngôi đền, đến những ngôi chùa để cầu bình an. Chen lấn nhau để cầu bình an. Và thậm chí hàng ngàn người tranh nhau giật một chiếc chiếu, bởi vì tin rằng nếu mình có một phần ở trong cái manh chiếu đó sẽ được sinh con trai. Ngày hôm nay chung quanh chúng ta là như vậy đó. Trong khi Chúa của chúng ta, đấng đang hiện diện tại đây, đấng mà chúng ta thờ phượng ca ngợi Ngài buổi sáng hôm nay, nói rằng con ơi, sự bình an đến từ ta, ta để lại cho con. Ta đi, ta không mang theo sự bình an đó đâu, ta để lại đây cho các con. Ta cho các con sự bình an, ta ban cho các con sự bình an. Và hãy thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, nhiều khi con coi thường. Có những điều tưởng chừng như dễ dàng quá. Có những điều miễn phí và đôi khi bị coi nhẹ. Chúa là đấng phán hứa với chúng ta điều đó buổi sáng hôm nay. Câu thứ hai ở trong Matthew đoạn 14. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Tôi xin đọc mấy câu ở trong Daniel đoạn 7, câu thứ 2, câu thứ 3. Vậy Daniel nói rằng, đương đêm ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và này,
có bốn hướng gió trên trời, xô xát trên biển lớn. Đoạn, bốn con thú lớn từ biển đi lên, con nọ khác con kia. Ngay cả trước Chúa Giêsu Giáng sinh, 700 năm là thời của tiên tri Daniel, thì Kinh Thánh cũng dùng một hình ảnh để mô tả về tình trạng của nhân loại, về đời sống của con người. Và ở đây, trong một khải tượng mà Đức Chúa Trời cho Daniel nhìn thấy, đó là ông giữa đêm nhìn thấy có những cơn gió vần vũ trên biển, và ở đó có những con thú đi lên. Ngày hôm nay thì trong thơ văn, người ta cũng mô tả là chúng ta đang sống giữa biển cả của cuộc đời. Có ai đó đã từng một lần ở giữa biển thì chúng ta sẽ thấy mình nhỏ bé, mỏng mảnh vô cùng. Dù cho một chiếc tàu lớn, nhưng mà ở giữa biển khơi như vậy thì chẳng là gì cả. Như một chiếc lá giữa dòng mà thôi. Và Kinh Thánh đã dùng hình ảnh đó. Sáng hôm nay chúng ta sẽ học một vài điều rất là thú vị. Bởi vì 2000 năm trước, lúc Chúa Giêsu từ trời mang lấy thân xác của con người đến giữa chúng ta, thì Ngài bắt đầu thi hành chức vụ ở một nơi, đó là dọc theo bờ biển Galilee. Cảm ơn Chúa, tháng 3 năm ngoái thì chúng tôi có cơ hội được đến xứ Palestine. Và một trong những cái nơi rất là thú vị đó là được đi thuyền trên biển hồ Galilee. Rồi buổi trưa hôm đó thì dừng lại ở tại một nhà hàng, được vào một nhà hàng, và một trong những món không thể thiếu được đối với du khách đó là cá của Phi-e-rơ. Được ăn cá của Phi-e-rơ. Rồi sau đó chúng tôi lại đến một cái chỗ khác nữa, cũng là biển. Ngày hôm nay nó là một ngôi nhà thờ rất cổ kính, được gọi là Peter Primacy. Và đó là chỗ mà Chúa Giêsu Ngài phục hồi sau khi Phi-e-rơ chối Chúa 3 lần. Bây giờ chúng ta hãy xem, đây là vùng biển hồ Galilee. Chức vụ của Chúa Giêsu suốt 3 năm rưỡi, Ngài thực hiện chức vụ tại những làng, tại những thành phố quanh quẩn cái vùng biển Galilee này đây. Biển đó có những lúc rất là yên tĩnh, như là một mặt gương. Ở giữa biển có một chiếc thuyền bình an, yên tĩnh lắm. Nhưng mà cũng chính biển đó, bởi vì nó nằm thấp hơn, nó nằm thấp, chung quanh là những ngọn núi vây phủ, cho nên chỉ cần một cơn gió thôi thì nó tạo thành những cơn lốc xoáy và bão nổi lên rất là dữ dội. Đây chính là biển Galilee. Cái câu chuyện thứ nhất mà Kinh Thánh đặt một cái tựa đề đó là bị bão giữa biển. Và chúng ta để ý, có thể chụp lại màn hình để về đọc kỹ hơn, thì là Matthew cũng ghi lại cái câu chuyện này, Mark ghi lại câu chuyện này, Luca ghi lại câu chuyện này. Không có thì giờ để đọc lại hết đâu, nhưng mà chúng ta nhìn lướt qua thì chúng ta thấy rằng đây là một câu chuyện, đó là Chúa Giêsu cùng với các môn đồ xuống thuyền đi qua biển. Và rồi thình lình ở giữa biển thì bão nổi lên. Chúng ta biết rằng Phi-e-rơ và những môn đệ của Chúa Giêsu suốt cả cuộc đời họ sống bằng nghề đánh cá, cho nên biển cả đối với họ chẳng là cái gì lạ hết. Ngày nào họ cũng đi biển, họ đi hết chuyến này đến chuyến khác, và chắc chắn một điều đó là sóng nổi lên là chuyện bình thường. Nhưng mà trong lần này đột nhiên sóng nổi lên, bão nổi lên, đến nỗi ngay cả Phi-e-rơ là một người lão luyện trong nghề biển cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng rồi có Chúa Giêsu ở đó, và Kinh Thánh mô tả đó là Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển thì liền yên lặng như tờ. Điều đầu tiên mà tôi khích lệ quý ông bạn chị em, khi chúng ta bước vào năm mới 2024 cũng như năm mới âm lịch, đó là Chúa của chúng ta là đấng biển gió đều vâng lệnh người. Chắc hẳn rồi, ai trong chúng ta cũng muốn cuộc đời bình lặng. Và nhiều người nghĩ rằng
Tôi muốn tin Chúa để cuộc đời của tôi được bình an, để tôi được phước hạnh, để tôi được may mắn. Và đó là điều tự nhiên thôi. Nhưng mà chúng ta biết một điều, đó là cuộc đời không phải lúc nào cũng như vậy. Ngay cả trên vùng biển Galilee, có những lúc biển lặng như tờ, như là một mặt gương, nhưng mà cũng ngay vùng biển đó thì có những lúc sóng gió nổi lên. Đây là một điều cần phải chấp nhận ở trong cuộc đời này. Bởi vì ngoài Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta, còn có một quyền lực của sự tối tăm là ma quỷ, nó là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Chúa muốn đem hạnh phúc đến, và rõ ràng là Chúa đã đặt Adam và Eva trong vườn Eden. Nhưng rồi ma quỷ là kẻ phản loạn, đã ghen tức, vì vậy đã đem tội lỗi đến, sự chết chóc đã đến, sự hư hoại đã đến. Và bao lâu chúng ta còn ở trên đất này, bao lâu thế giới này còn trông đợi sự cứu chuộc sẽ đến, thì là bão tố vẫn có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không lạc quan một cách quá đáng, nhưng mà chúng ta cần nhìn nhận một cách rất rõ ràng. Và điều quan trọng ở đây, đó là Chúa của chúng ta. Ngay cả Phi-e-rơ là một người đã có nhiều kinh nghiệm ở trên biển cả, nhưng mà trong cơn bão này, ông thực sự sợ hãi. Rồi sau đó, từ chỗ sợ hãi đi đến chỗ ngạc nhiên, và ông phải thốt lên: người này là ai? Người này là ai? Chúa Giê-xu có vẻ tầm thường như vậy đó, nhưng mà đến sóng gió và biển cũng đều vâng lệnh người. Nhiều khi chúng ta nghĩ, ôi Chúa Giê-xu, Ngài dễ thương, khả ái, bình thường như một em bé nằm trong máng cỏ. Nhưng mà hãy mở mắt ra để xem một phương diện khác của Chúa Giê-xu, bởi vì Kinh Thánh mô tả Ngài có mặt hình con bò, Ngài đến để phục vụ, nhưng mà Ngài còn là sư tử của chi phái Giu-đa. Chúa Giê-xu Ngài đến trong hình hài của một em bé, nhưng rồi một ngày không xa, Ngài sẽ trở lại với tư cách là một vị quan tòa, là một vị thẩm phán xét xử cả nhân loại này. Cảm ơn Chúa, sáng hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để thờ phượng Ngài. Dù chúng ta không thấy Ngài, nhưng mà từ những bài thánh ca chúng ta hát, từ những lời làm chứng chúng ta tôn cao Ngài, từ những phần cầu nguyện là chúng ta nói với Ngài. Và bây giờ lời của Chúa Ngài bày tỏ cho chúng ta về chính mình Ngài. Có còn để sợ hãi không? Có còn để lo lắng không? Lạy Chúa, con sẵn sàng đối diện với cuộc đời này, con sẵn sàng đối diện với tương lai này, dù con biết thân thể của con ra từ bụi đất sẽ trở về với bụi đất, dù con biết rằng sống giữa biển cả của cuộc đời có thể sóng gió nổi lên, nhưng con biết rằng Chúa ở với con, Ngài đang đi với con trong cuộc đời này. Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Điều thứ nhất, Chúa ở với chúng ta dù là cuộc đời đầy bão tố, nhưng Ngài chẳng bao giờ lìa chúng ta, chẳng bao giờ rời xa chúng ta đâu. Chúng ta sẽ xem một câu chuyện khác cũng có liên quan đến biển. Tôi không biết là quý vị có bao giờ đọc cái câu chuyện này chưa. Có thể là có người đọc, nhưng mà rồi khó tin quá, cho nên có vẻ như là nó không có phổ biến gì cả và chúng ta bỏ qua. Kinh Thánh mô tả là một ngày kia thì Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ đi thi hành chức vụ, thì những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: thầy, ngươi có nộp tiền thuế chăng? Phi-e-rơ trả lời rằng: có. Không biết là ông lúc bấy giờ, rõ ràng là chúng ta đọc tiếp đó, thì ông không có tiền, nhưng mà ông mạnh dạn, ông trả lời là có. Ông nói vậy rồi ông mới sợ hãi và ông đến với Chúa Giê-xu. Thì Chúa Giê-xu bảo như thế nào? Ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy một con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong, hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với ngươi. Xin hỏi tất cả quý vị, các bà nội trợ, chúng ta có nhiều tiền lắm phải không? Tại vì mỗi một lần làm cá là có tiền trong đó mà. Không có, nhiều khi có lưỡi câu, phải không? Nhiều khi có một cái gì đó, nhưng mà cái chuyện mà bắt một con cá lấy tiền thì
chỉ có Kinh Thánh nói thôi. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng tại sao đây là một cái việc rất là hy hữu, nó không phổ biến gì cả, mà tại sao lại Kinh Thánh lại tốn giấy mực để ghi lại cái câu chuyện này làm gì vậy? Lẽ ra là một cái điều gì đó lặp đi lặp lại nhiều lần, xảy ra hết lần này đến lần khác thì ghi lại, nó đáng hơn chứ còn từ Cựu Ước cho đến Tân Ước chỉ có một lần ghi vậy thôi. Ồ, Chúa muốn nói gì với chúng ta buổi sáng hôm nay? Quý vị có tin không? Tôi có thể làm chứng lại trong cuộc đời của mình, lấy từ miệng của con cá rất nhiều tiền. Điều này không có nghĩa là chúng ta bắt một con cá, nhưng mà rõ ràng là ở trong câu chuyện này muốn nói điều gì? Phi-e-rơ lúc bấy giờ đang đối diện với một nhu cầu, và ông đã trả lời là có, nếu ông không nộp thuế thì những người thâu thuế sẽ vu khống cả nhóm rằng đây là những người không có tôn trọng luật pháp gì cả. Rõ ràng là mỗi người phải nộp thuế, mà Chúa Giê-xu, các môn đệ không có nộp thuế, vậy thì còn ra gì nữa? Và đứng trước cái nhu cầu đó thì Chúa Giê-xu, Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng Chu Cấp, Ngài là Đấng Tạo Hóa, Ngài chỉ cần phán một lời thì thế giới đã được dựng nên. Và Chúa bằng cách này hay cách khác, Chúa đem sự chu cấp đến và giải quyết nhu cầu cho người thuộc về Ngài. Tôi không thể tưởng tượng được, ngày hôm nay trong nhà của chúng tôi 41 miệng ăn. Thật ra là 41 là tối thiểu thôi phải không? Trung bình là khoảng 45 miệng ăn. Tôi nhớ lại ngày mà chúng tôi ở trọ ở tại quận Phú Nhuận đó. Ngày đó thì nhà tôi mới sanh, cho nên tôi phải đi chợ, tôi phải làm thức ăn cho nhà tôi. Và bất ngờ thì em của tôi từ ngoài quê vào. Thế là bữa đó thiếu hụt. Và nếu mà bây giờ mới nói, nếu mà nó ở lâu đó thì trong lòng không vui chút nào hết, bởi vì lấy đâu mà ăn. Nhưng mà lạ lùng quá đi, tôi đã từng ở trọ ở tại Đắk Lắk, ở tại Buôn Ma Thuột, đến nỗi không có gì để ăn cả, không có việc làm kéo dài, cho nên tới bữa ăn thì tôi phải kiếm chuyện đi chỗ khác. Tới chỗ khác người ta mời mình ăn thì nói rằng con ăn cơm rồi, nhưng mà thật ra trong bụng có cái gì đâu. Nhưng mà quý vị có thể tưởng tượng được không? Ngày nay nó hỏi mục sư cần gì? Tối hôm qua thì anh Dũng hỏi em, vợ chồng em là muốn đãi mục sư một cái món gì đó, không biết là mục sư muốn cái gì. Tôi suy nghĩ tôi nói mình cũng không biết mình muốn cái gì nữa, bởi vì phải nói là quá đầy đủ. Tôi thưa với quý ông bạn chị em, câu chuyện này không phải là một câu chuyện cá biệt của ngày xưa đâu, bởi vì tất cả mỗi một người sống với Chúa, tin cậy Ngài đều trải nghiệm trong chừng mực nào đó về sự chu cấp của Chúa. Rất lạ lùng, rất lạ lùng, rất lạ lùng. Vấn đề là chúng ta có tin không? Đây là lời của Chúa, không phải là một câu chuyện tôi bịa đặt ra, nhưng mà đây là lời của Chúa. Chúng ta chuẩn bị bước vào năm mới, và tôi biết rằng rất nhiều người lo lắng. Sáng hôm qua thì tôi có cơ hội được đi cầu nguyện cũng như chia sẻ lời của Chúa trong một cái buổi khai trương của một tập đoàn. Thì là người ta nói rằng ước gì năm nay kinh doanh nó khá hơn năm ngoái, nhưng mà thấy coi bộ cũng không có khá hơn đâu, bởi vì chỉ mới cách đây tuần trước thôi thì tuyên bố là Âu Châu chuẩn bị bước vào suy thoái kinh tế. Tất cả những ai có hiểu biết, khi chúng ta nghe tất cả mọi điều đó, chúng ta cảm thấy lo lắng phải không? Đúng. Và tôi, nhiều khi tôi nghĩ rằng mình lo lắng là tại vì mình muốn nhiều hơn điều mình đáng có. Quý vị có dịp mở lại Facebook thì xem lại một trong những bài giảng của tôi nhiều tháng trước. Lời cầu nguyện của chúng ta trong bài cầu nguyện chung đó là xin Chúa cho con đồ ăn đủ ngày. Bây giờ nếu hỏi là Chúa cho mình đồ ăn đủ ngày thì chúng ta có thể, ai trong chúng ta ở đây ít nhất cũng sống được 6 tháng, 1 năm nữa không lo thiếu ăn đâu, đúng không? Nhưng mà chúng ta cứ lo lắng và nhiều khi cứ mong ước, cứ trăn trở, ngủ không được, than thở, rồi nhiều khi mất đức tin, hay là nhiều khi đối diện với một cám dỗ nào đó, chúng ta lại sẵn sàng làm buồn lòng Chúa để đạt được điều mình mong ước. Buổi sáng hôm nay một lần nữa, câu chuyện này được ghi lại để nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ chu cấp đầy đủ sự cần dùng của anh em
y theo sự giàu có vô hạn của Ngài ở trong nơi Chúa Giêsu Christ. Phao-lô nói vậy đó. Đức Chúa Trời tôi mà chu cấp đầy đủ sự cần dùng của anh em, thì buổi sáng hôm nay chúng ta hãy nói Đức Chúa Trời của con sẽ chu cấp đầy đủ sự cần dùng của con. Bởi vì Chúa là đấng chu cấp. Đó là điều thứ hai. Bây giờ, điều thứ ba. Chúng ta biết là cũng là một câu chuyện liên quan đến biển nữa. Lúc nãy tôi có nói đó là Phi-e-rơ là một trong những môn đồ theo Chúa Giê-xu. Nhưng rồi, khi Chúa bị bắt trong vườn Gethsemane, thì ông đã bỏ trốn. Ban đầu thì theo Chúa xa xa, nhưng mà sau đó thì ông đã rủa và chối Chúa ba lần. Khi chối Chúa lần thứ ba, thì nghe tiếng gà gáy. Và ông nhớ lại là trước đó Chúa đã cảnh báo với ông rằng khi gà gáy ba lần, trước khi gà gáy thì ngươi đã ba lần chối ta. Và Phi-e-rơ khóc lóc, buồn lắm. 3.5 năm theo Chúa kể như là trở về con số 0, reset lại zero. 3.5 năm được ở gần bên Chúa, thấy những phép lạ Chúa làm, nghe những lời dạy dỗ của Chúa và thậm chí còn ra đi đuổi quỷ chữa bệnh nữa. Bây giờ hết rồi, chẳng còn gì nữa rồi. Nhưng mà trong lúc này, chúng ta thấy Phi-e-rơ nản lòng, xuống thuyền, ra đi đánh cá, lạnh, đói, không được gì cả. Chúa hiện ra với Phi-e-rơ, gọi ông lên. Và rồi Chúa nói khi đã lên bờ, thì thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh. Chúng ta đọc kỹ cái phân đoạn này là khi Phi-e-rơ lên bờ, thì là lúc bấy giờ ông vừa mới đánh được một mẻ cá, nhưng mà chưa có đem lên để nướng đâu. Vậy mà lên bờ đã thấy sẵn ở đó có một bếp lửa. Đốt lên một bếp lửa mà cho đến khi nó có than để nướng được cá đó, thì nó cũng phải mất vài mươi phút. Nhưng mà khi Phi-e-rơ lên bờ thì thấy có sẵn ở đó một bếp lửa, một bếp than và có cá nướng sẵn rồi. Và rồi Chúa Giê-xu nói rằng, hãy lại gần, hãy lại đây, hãy ăn đi. Có ai trong chúng ta bước vào năm mới, chúng ta nản lòng lắm rồi. Mình đã quyết tâm lần này, hết lần này đến lần khác. Bao nhiêu năm tháng qua, chúng ta đã cố gắng, đã đặt ra một những mục tiêu thuộc thể cũng như mục tiêu thuộc linh cho cuộc đời mình. Nhưng mà rồi chúng ta thấy thất bại và chúng ta cảm thấy không còn muốn ao ước nữa, không còn muốn đặt mục tiêu với Chúa nữa. Cũng giống như Phi-e-rơ thôi, 3.5 năm theo Chúa, bây giờ đã rủa mà chối Chúa thì còn gì nữa đâu. Làm sao mặt mũi nào mà nhìn Chúa đây? Nhưng mà rõ ràng là trong câu chuyện này, Chúa nói với chúng ta rằng Chúa biết rõ điều đó. Ngài biết rõ và Ngài đã chăm sóc Phi-e-rơ. Ngài cho ông thấy Ngài chỉ cần phán một lời thì từ một chiếc thuyền trống rỗng ông kéo lên một tay lưới đầy cá. Ngài cho ông thấy rằng Chúa biết ông đang đói, ông đang lạnh. Ngài đã nhóm lửa sẵn rồi và nướng cá sẵn để khi ông bước lên có sẵn để bồi bổ lại sức lực. Quý vị đừng nghĩ rằng tôi là mục sư tổng quan nhiệm 40 năm rồi là lúc nào cũng mạnh mẽ. Có những lúc rất nản lòng, có những lúc cảm thấy vô cùng xuống dốc. Nhưng cảm ơn Chúa vì lời của Ngài nói như thế nào? Ngài chẳng bẻ cây sậy đã dập, chẳng tắt ngọn đèn hầu tàn. Ông bạn chị em ơi, trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta hanh thông thuận lợi, có những lúc chúng ta hứa nguyện và chúng ta làm trọn những gì mình hứa nguyện, nhưng mà cũng có những lúc mình thấy mình chỉ là con người, không hơn gì tổ phụ của tôi. Đầy dậy những yếu đuối, dễ dàng thất bại. Và nếu chúng ta căn cứ vào tình trạng của mình, chúng ta chỉ có nước trốn chạy khỏi Chúa thôi. Nhưng cảm ơn Chúa, câu chuyện này được ghi lại để nói rằng Chúa biết chúng ta loài người chỉ là xác thịt. Chúa biết chúng ta mỏng mảnh dường nào và Ngài sẵn sàng nâng đỡ, khích lệ chúng ta. Đây chính là nơi mà đoạn Kinh Thánh câu chuyện này mô tả. Điều đó có nghĩa là
đây không phải là một câu chuyện hoang đường, không phải là một câu chuyện hư cấu để đem lại sự dạy dỗ cho chúng ta đâu, mà đây là một sự kiện thật. Và bây giờ tại chỗ này đây, ở ngay cả cái vùng biển đó đó, Chúa Giêsu ngài nướng cá ở trên cái bờ đá đó đó. Chúa Giêsu đứng ở đó kêu Phi-rơ ở ngay tại chỗ đó. Và từ đó về sau thì là trải qua nhiều đời, người ta xây nên một ngôi giáo đường gọi là Peter Primacy. Ngày hôm nay, bất cứ du khách nào đi đến ở tại Palestine thì đây là một trong những địa điểm được đề nghị để đến. Tôi nhớ vào tháng 3 năm ngoái khi chúng tôi đến đây, lòng cảm xúc vô cùng vì nhớ lại cả một cái câu chuyện mà Chúa đã đối đãi đối với Phi-rơ. Sáng hôm nay, một lần nữa, Chúa muốn nhắc chúng ta rằng trong năm mới này, cuộc đời theo Chúa sẽ có những lúc chúng ta không trọn thành. Nhưng hãy nhớ Chúa của chúng ta là đấng chẳng bẻ cây gậy, cây sậy đã dập, chẳng tắt ngọn đèn hậu tàn. Bất cứ lúc nào, nản lòng đến mức mấy, tệ hại đến mức nào, vẫn có thể chạy đến với Chúa, than thở với Ngài. Chúa ơi, con cần Ngài. Chúa ơi, ngoài Chúa, con không có phước nào khác. Rõ ràng, ba câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, không có thời giờ để phân tích nhiều, nhưng mà liên quan đến biển cả của cuộc đời. Và đây là những gì mà chúng ta đang sống, đang đối diện. Hãy nhớ rằng, Chúa ở cùng chúng ta. Dầu cho bão tố, thì có Chúa ở đó. Dầu cho chúng ta đối diện với nhu cầu, thì Chúa sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho chúng ta. Những lúc chúng ta mệt mỏi, sờn lòng, thì Chúa là đấng luôn khích lệ, nâng đỡ chúng ta. Để có được điều đó, thì Chúa đòi hỏi chúng ta một cái điều kiện rất là đơn giản. Chúng ta hãy xem Matthew đoạn 4 nói gì. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-rơ, với em là Andrê, đương thả lưới dưới biển. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Sáng hôm nay một lần nữa, mỗi chúng ta đang sống ở giữa biển cả của cuộc đời này. Cũng giống như Simon, cũng giống như Andrê. Chúa đã gọi Simon và Andrê hãy theo ta. Hai người đó đã đáp ứng với Ngài. Chúng ta hãy xem tiếp tục. Từ đó đi một đổi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của CBD, với em là Giăng. Và Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Simon, Phi-rơ, Andrê, Gia-cơ, Giăng đang quanh quẩn ở trên bờ biển, và Chúa Giêsu đã đến gặp họ. Ngài đã mở lời, hãy theo ta sẽ khiến ngươi trở nên tay đánh lưới người. Chúng ta không nghe mấy ông đó nói rằng, Chúa ơi, con chỉ biết đánh cá chứ không biết đánh lưới người. Làm sao đây? Khi tôi tuyển một đội vào đội media, hay là ban nhà bếp tuyển một đội vào nhà bếp, thì nói rằng, không cần phải là có bằng bếp trưởng đâu. Chỉ cần sẵn lòng là được rồi. Vâng, giống như một cô giáo ở lớp mẫu giáo vậy đó. Con không cần phải học hết bản cửu chương rồi mới được vào mẫu giáo đâu. Con chỉ cần trung tín, vâng lời vào đây. Cô sẽ chỉ cho con từng nét, và con sẽ viết được. Cảm ơn Chúa. Để Chúa bảo vệ chúng ta giữa những bão tố của cuộc đời. Để Chúa chu cấp trong những lúc chúng ta cần. Để Chúa nâng đỡ những lúc chúng ta ngã lòng. Thì một trong những điều kiện đó là hãy theo ta. Trong bốn người này, chúng ta không nghe ai nói với Chúa rằng, Chúa ơi, sao con theo Chúa được? Sao con làm được? Con không có khả năng. Họ nghe lời của Chúa và họ sẵn sàng đáp ứng với Ngài.
Sáng hôm nay tôi tin rằng trong khi quý ông bạn chị em nghe những lời này, lòng của chúng ta được cảm động. Biết rằng đây là lời của Chúa. Chúa muốn nhắn nhủ một điều gì đó với chúng ta, dù cho những ý tưởng đó chưa rõ ràng. Hãy bắt chước Simon, Andre, Gia-cơ, Giăng. Bốn người đó đã không ngần ngại gì cả. Không có ai trong số họ từ chối cả. Và chúng ta hãy thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, trong năm mới này, con muốn được theo Ngài. Xin hãy sử dụng cuộc đời của con. Xin hãy dạy con để những năm tháng trong đời sống này trở thành có ý nghĩa, tràn ngập niềm vui, và những gì con thực hiện, những gì con sống sẽ còn lại cho đến cả cõi đời đời. Amen. Kính mời hội thánh chúng ta hãy cùng bước lên, đứng lên. Xin mời ban thờ phượng hãy bước lên. Tôi biết rằng khi chúng ta đến với lời của Chúa, mỗi một người trong chúng ta đều có thể nói như hai môn đồ trên đường về Emmaus. Lúc nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh. Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Có một điều gì đó đang thôi thúc, có một điều gì đó đang khích lệ chúng ta. Giữa những quyết định dở dang, giữa những ý tưởng chưa hình thành một cách rõ nét, hãy mạnh dạn thưa với Chúa ngay bây giờ: Ngài là Đấng đang ở đây, nhìn thấy tấm lòng của ông bà chị em. Ngài không muốn phía rơ hết ngày này qua ngày khác, ra biển đánh cá, bán ra biển đánh cá, rồi cuộc đời qua đi và chẳng ai biết đến phía rơ là ai. Ngài không muốn chúng ta phí uổng những năm tháng trong cuộc đời này. Vì vậy Ngài thường xuyên và sáng hôm nay nhắn nhủ rằng: con ơi, hãy theo ta. Chúng ta không biết theo Chúa phải làm gì, làm sao có thể làm được. Chỉ đơn thuần nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con muốn đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. Trong khi chúng ta cầu nguyện, tôi xin hỏi ông bà chị em ai là những người lần đầu tiên đến đây, muốn được trở về làm con của Chúa, để được Chúa bảo vệ chúng ta, giải cứu chúng ta trong những hồi giông tố, để được Chúa làm thành những ao ước khi chúng ta có cần, và để Chúa khích lệ nâng đỡ chúng ta trong những lúc mỏi mệt sờn lòng. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, tiến bước lên đây. Chúng tôi muốn được cầu nguyện để ông bà chị em làm con của Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.